Báo Vietnamnet xin kính chào quý vị. Chúng tôi ở đây để đưa tới quý vị và các bạn những tin tức mới nhất, nóng nhất trong 24 giờ qua. Xin mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Mây hình đĩa bay hiếm gặp xuất hiện ở nóc nhà Đồng Nai. Sáng nay ngày 31 tháng 10, một hiện tượng thiên nhiên kỳ thú đã thu hút sự chú ý của người dân Đồng Nai khi một đám mây hình nón khổng lồ bao phủ đỉnh núi Chứa Chan, huyện Xuân Lộc. Hình ảnh gợi nhớ đến những chiếc đĩa bay trong các bộ phim khoa học viễn tưởng. Nhiều người dân thích thú, tranh thủ chụp ảnh ghi lại khoảnh khắc độc đáo này. Anh Nguyễn Văn Đay, 29 tuổi, ngụ xã Xuân Hiệp, huyện Xuân Lộc cho biết, khoảng 6 giờ 30, đám mây hình nón khổng lồ bất ngờ bao phủ đỉnh núi Chứa Chan, tạo nên một khung cảnh vô cùng ấn tượng. Theo anh Đay, đây không phải là lần đầu tiên ngọn núi cao nhất Đồng Nai xuất hiện mây hình đĩa bay. Trước đó vào tháng 5 năm ngoái, một đám mây tương tự cũng đã xuất hiện và gây sốt trên mạng xã hội. Còn theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Đồng Nai, hiện tượng mây thấu kính thường xuất hiện khi không khí ẩm gặp điều kiện thuận lợi để tạo thành các khối mây có hình dạng đặc biệt. Hiện tượng thiên nhiên kỳ thú này xuất hiện dọc theo các dãy núi cao và chỗ khuất gió bên sườn núi, nhất là khi có một dòng không khí ẩm ổn định bay ngang qua ngọn núi hay đồi. Điểm đặc biệt của các đám mây thấu kính là luôn bất động, hiếm có cơn gió nào lay chuyển được. Núi Chứa Chan có độ cao 837 m so với mực nước biển, là ngọn núi cao nhất ở Đồng Nai và là ngọn núi cao thứ hai ở Đông Nam Bộ. Với khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ và khí hậu mát mẻ, núi Chứa Chan là điểm đến hấp dẫn đối với những người yêu thích du lịch và khám phá. Năm 2012, ngọn núi này được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng di tích danh lam thắng cảnh cấp quốc gia. Trước đó, bầu trời Đồng Nai cũng xuất hiện nhiều cảnh tượng kỳ thú như trưa ngày 20 tháng 5 năm 2024. Một hào quang đẹp mắt xuất hiện trên bầu trời Đồng Nai. Theo những hình ảnh ghi lại, mặt trời được bao quanh bởi một quầng sáng nhiều màu sắc, tạo nên khung cảnh vô cùng đẹp mắt và kỳ ảo. Màu sắc của hào quang thay đổi tùy theo vị trí quan sát và góc độ ánh sáng. Hiện tượng này được thấy rõ nhất tại huyện Tân Phú, Định Quán, Xuân Lộc. Nhiều người dân đã nhanh chóng chụp ảnh và quay phim khoảnh khắc độc đáo này. Ngay sau đó, trên mạng xã hội, các hình ảnh về hào quang đã được chia sẻ, thu hút hàng nghìn lượt thích và bình luận. Nhiều người bày tỏ sự thích thú và bất ngờ trước vẻ đẹp kỳ ảo này. Theo Đài Khí tượng Thủy văn Đồng Nai, hào quang là một hiện tượng quang học thường gặp trong tự nhiên, được hình thành do sự khúc xạ ánh sáng mặt trời qua các tinh thể băng trong mây. Khi có sự thay đổi về nhiệt độ và độ ẩm trong khí quyển, các tinh thể băng này sẽ hình thành và tập trung tại một số khu vực nhất định, tạo nên hiệu ứng quang học này. Hào quang là một hiện tượng tương đối phổ biến, tuy nhiên không phải lúc nào cũng dễ dàng quan sát được. Để có thể nhìn thấy hào quang rõ ràng, cần có điều kiện thời tiết thuận lợi và vị trí quan sát phù hợp. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm qua và sáng sớm nay 31 tháng 10, ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Riêng khu vực Thừa Thiên Huế và Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 30 tháng 10 đến 3 giờ ngày 31 tháng 10, cục bộ có nơi trên 60mm như Bạch Mã, Thừa Thiên Huế 135mm, Phường Hòa Hiệp Bắc, Đà Nẵng 63,4mm. Dự báo thời tiết hôm nay 31 tháng 10, ở khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, với lượng mưa từ 10 đến 30mm, cục bộ có nơi trên 80mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp, lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Ngoài ra, khu vực Bắc Bộ và khu vực Thanh Hóa, Nghệ An, đêm có mưa vừa vài nơi, ngày nắng, đêm và sáng sớm trời lạnh, vùng núi trời rét. Khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Riêng Tây Nguyên và Nam Bộ chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Thời tiết trên biển. Hiện nay bão Komrey đang hoạt động trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương. Các cơ quan khí tượng quốc tế dự báo cơn bão mạnh này sẽ đổ bộ Đài Loan vào ngày 31 tháng 10. Trên biển Đông, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo ngày và đêm 31 tháng 10, vùng biển phía Đông Bắc có gió mạnh cấp 8 cấp 10, giật cấp 12, biển động rất mạnh, sóng biển cao 5 đến 7 m. Phía Nam của khu vực giữa biển Đông và phía Bắc của khu vực Nam biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6 giật cấp 7 cấp 8, biển động, sóng biển cao 2 đến 3 m. Vùng biển phía đông của khu vực Bắc và giữa Biển Đông, vùng biển từ Quảng Trị đến Bình Định, có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Dự báo thời tiết ngày 31 tháng 10, 2024, chi tiết các vùng trên cả nước. Hà Nội, ít mây, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng đêm không mưa, gió nhẹ, sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-23 độ, nhiệt độ cao nhất 30-32 độ. Phía Tây Bắc Bộ, ít mây,
sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng đêm không mưa, gió nhẹ, sáng sớm và đêm trời lạnh, có nơi trời rét, nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ, có nơi dưới 18 độ, nhiệt độ cao nhất 29-32 độ, có nơi trên 32 độ. Phía Đông Bắc Bộ, ít mây, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng đêm không mưa, gió Đông Bắc đến Bắc cấp 2, cấp 3, sáng sớm và đêm trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét, nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ, vùng núi có nơi dưới 19 độ, nhiệt độ cao nhất 29-32 độ. Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế, nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, phía Nam nhiều mây có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3, phía Bắc sáng sớm và đêm trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ, nhiệt độ cao nhất 27-30 độ, riêng phía Bắc có nơi trên 30 độ. Đà Nẵng, Bình Thuận, phía Bắc Đà Nẵng đến Quảng Ngãi, nhiều mây có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to, phía Nam có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng từ Bình Định đến Khánh Hòa có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Bắc đến Tây cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, nhiệt độ cao nhất phía Bắc 27-30 độ, phía Nam 31-34 độ. Tây Nguyên, phía Bắc nhiều mây có mưa rào và dông rải rác, phía Nam có mây, ngày nắng, chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây đến Tây Nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ, nhiệt độ cao nhất 26-29 độ. Nam Bộ, có mây, ngày nắng, chiều và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ, nhiệt độ cao nhất 31-34 độ. Siêu bão Kumray có một trong những mắt bão lớn nhất từng ghi nhận trong lịch sử bão trên trái đất, cực kỳ khổng lồ. Tin bão mới nhất của Newsweek cho hay, một chuyên gia về bão đã thốt lên kinh hãi về quy mô của mắt bão Kumray khi cơn bão này trên đường tiến sát Đài Loan, Trung Quốc. Bình luận về kích thước của mắt bão Kumray, nhà khí tượng học Noah Berggren của đài truyền hình Gulf ở Orlando, Florida, Mỹ lưu ý, siêu bão Kumray dễ dàng có một trong những mắt bão lớn nhất với một hệ thống nhiệt đới lớn từng quan sát trên trái đất. Nó cực kỳ khổng lồ. Nhà khí tượng học cấp cao của AccuWeather, Alan Rappert cho hay, việc có mắt bão lớn không đồng nghĩa với sức mạnh của một cơn bão. Mắt bão lớn có nghĩa là gió thổi ra xa tâm bão hơn so với khi mắt bão nhỏ hơn. Ông thông tin thêm, một cơn bão mạnh tồn tại lâu hơn thường có mắt bão rộng hơn so với một cơn bão mới hình thành. Hầu hết các mô hình dự báo đường đi tiềm năng của siêu bão Kumray đều cho rằng cơn bão đổ bộ vào bờ biển Đông, Nam Đài Loan, Trung Quốc và cắt ngang hòn đảo trước khi đi ra biển. Cơn bão sau đó sẽ chuyển hướng về phía Đông Bắc, thổi hướng về phía Trung Quốc và đi ra biển Hoa Đông. Tờ New York Times lưu ý, cường độ của siêu bão Kumray không điển hình của những cơn bão xảy ra vào thời điểm này trong năm của mùa bão, đồng thời dự báo Kumray đổ bộ vào đất liền tương đương với bão cấp 4 trong thang bão Saffir-Simpson. Chuyên gia AccuWeather Alan Rappert cảnh báo, gió mạnh lên tới 225 km/h, với gió giật mạnh hơn có thể xảy ra ở phía Nam Đài Loan, Trung Quốc, dù siêu bão Kumray được dự báo suy yếu khi quét qua hòn đảo này. Bản tin dự báo bão của AccuWeather cảnh báo về thiệt hại đáng kể với các công trình, sạt lở đất do cơn bão Kumray gây ra, khi lượng mưa lên tới 914 mm dự kiến xảy ra ở Đài Loan, Trung Quốc. Cơn bão có thể duy trì cường độ hoặc mạnh lên trước khi đổ bộ vào đất liền trong hôm nay 31 tháng 10. Trên đường di chuyển của siêu bão Kumray, miền đông Trung Quốc và Nhật Bản cũng dự kiến có mưa lớn. Theo tin bão mới nhất lúc 5 giờ sáng ngày 31 tháng 10 của cơ quan thời tiết Philippines cập nhật về diễn biến siêu bão Kumray, tên địa phương là Leon. Các điều kiện thời tiết dữ dội với khu vực Bắc Luzon, Philippines khi siêu bão gần biển đông di chuyển gần Batanes. Tâm siêu bão Kumray cách Ibayat, Batanes 100 km về phía đông bắc. Bão đang di chuyển về phía tây bắc với tốc độ 20 km/h, với sức gió duy trì tối đa 195 km/h gần tâm bão và gió giật lên tới 240 km/h. Các nhà dự báo bão của Pagasa nhận định, siêu bão Kumray sẽ đạt đến cường độ cực đại khi tiến sát Batanes nhất trong vòng 3 giờ tiếp theo, nhưng hiện ít có khả năng đổ bộ vào khu vực này. Kumray sẽ đổ bộ lần đầu vào bờ biển phía đông Đài Loan, Trung Quốc trong chiều nay. Pagasa cũng không loại trừ khả năng bão đổ bộ lần thứ hai vào Trung Quốc, đại lục trong thời gian tới, mùng 1 tháng 11. Dự báo, siêu bão Kumray có thể suy yếu thành bão cuồng phong trong 12 giờ tới, trước khi đổ bộ vào Đài Loan, Trung Quốc. Việc tương tác với vùng núi trên hòn đảo này sẽ dẫn đến xu hướng Kumray suy yếu liên tục trong thời gian còn lại của giai đoạn dự báo.